niên cho con lừa nuôi 100 năm uống vỏ rượu. Sau đó đặt mình vào tư thế phù hợp, rồi dùng bí sát kỹ, chỉ để con lừa đá vào mặt anh. Thế nhưng vỏ rượu bình thường trong mắt anh, đối với người khác lại là thức uống thần thánh. Con lừa uống xong liền biến thành hình người, nó vô cùng vui vẻ điên cuồng chạy về trước, nhưng mà bị chủ nhân chọt mông cũng có hơi ngại, để lôi kiếp không làm phiền chủ nhân, nó rời xa anh càng xa càng tốt vậy. Sau khi bị lừa đó, ký ức anh liền mơ hồ. Cuối cùng cũng được về thế giới thật rồi. Vốn dĩ anh là học sinh năm cuối cấp 3 của trường võ thuật. Đêm trước ngày thi đại học bị tai nạn gãy chân, cứ ngỡ tai nạn đó sẽ kết thúc cuộc đời anh, không ngờ một con cú lại tìm anh, còn giúp anh thức tỉnh hệ thống học bá trong truyền thuyết. Vào không gian hệ thống học 1 năm, trong thế giới thật cũng chỉ mới qua 1 phút, anh không nghĩ nhiều đã ký kết 500 năm, dù sao cũng chỉ bằng 500 phút, nháy mắt là sẽ qua thôi. Nhưng không lâu sau anh đã hối hận, 100 năm là đã đủ để anh học xong tất cả kỹ năng. Nhưng ở đây gió quanh năm bị xương đỏ vây quanh, người bầu bạn với anh chỉ có một con lừa với một con gà. Nếu tiếp tục ở dây 400 năm, anh sẽ điên mất, hệ thống nói với anh muốn rời khỏi đây thì phải bị giết chết. Thế là anh nhờ bạn lừa giúp đỡ. Bên ngoài cấm địa Hồng Vụ có 3 người, ông lão đi đầu ngẩng đầu lên nhìn, xương đỏ càng ngày càng loãng, đệ tử áo đen tò mò xoay người sang, nếu xương đỏ ở đây tan hết thì chuyện gì sẽ xảy ra? Lý Phong Tử nghe xong liền kinh hãi, truyền thuyết nói rằng đây là mộ phần của thượng cổ ma thần. Hắn đã dùng xương đỏ để bao lấy nơi này làm cấm địa. Từng có một tông môn gọi là Tiên Thiên Tông, trấn thủ ở đây từ đời này sang đời khác, sau đó Tiên Thiên Tông đã kiến lập Tiên Thiên Hoàng Triều. Nơi đây cũng trở thành cấm địa hoàng triều, đáng tiếc hoàng triều đã tận diệt 900 năm trước. Không ai trấn thủ mộ phần này nữa. Thế nhưng nội bộ Tiên Thiên Hoàng Triều đã truyền một lời đồn. Lý Phong Tử đọc kiếm quyết, rút thanh kiếm dài bên hông ra, sau đó bắt đầu khắc lên đất, Mi Thiên Hồng Vụ Vụ Mi Thiên, Hoàng Phong Cấm Địa Địa Phong Hoàng. Thượng cổ ma thần Mộ Thiên Cổ, vãng sinh tản tận thị sinh tân. Diêu Bất Hối thấy chữ trên đất liền sững sờ, đây rõ ràng là nói khi xương đỏ tan, thượng cổ ma thần sẽ tái sinh. Lý Phong Tử thu kiếm gật đầu, thiên hạ ắt sẽ đại loạn. Tiểu đệ tử Lộ Hy Nhi nhiều chuyện tiến lên trước, sư phụ đến cả lời truyền nội bộ hoàng tộc người cũng biết. Lẽ nào người đã từng gặp Mạt Thế Nữ Hoàng? Ông thở dài, Mạt Thế Nữ Hoàng sao? Đúng là ta từng gặp, lừa con quan sát ở rìa cấm địa, ở đây lôi kiếp có lớn cũng sẽ không làm phiền chủ nhân. Cô nhớ đến bài hát chủ nhân thường ngâm nga, hy vọng khúc nhạc này sẽ xoa dịu nỗi đau của lôi kiếp. Ba người Lý Phong Tử đang ngồi ở bên ngoài cấm địa, bỗng dưng nghe thấy một âm thanh ẩn hàm đạo truyền đến. Hai người kia cảm thấy âm thanh này lạ tai, nhưng Lục Hy Nhi am hiểu âm luật, liền ngây người tại chỗ, bắt đầu ngâm Thiên Ngoại Tiên Lạc, khiến cả người tràn ngập linh khí. Cả người đều được bao bọc nhân duyên, thấy Lục Hy Nhi ngâm khúc ca mà đột phá, hai người kia vui không thôi, nhưng cơ duyên này cũng quá nguy hiểm, từ con hóa thành người cũng liên tục ngâm nga, bất giác đã qua một đêm, lúc cô nhận ra lôi kiếp vẫn chưa xuống, hơn nữa xương đỏ xung quanh cũng biến mất không dấu vết. Lục Hy Nhi nghe tiên lạc một đêm không ngủ, xương đỏ tan hết rồi. Cô thấy trên vách núi có một cô gái mặc áo đỏ, liền vẫy tay chào, "Tỷ tỷ, đêm qua là tỷ hát sao?" Lừa đã độ kiếp xong nhìn cô gái phía bên kia núi, hóa ra là một tu giả chào hỏi cô. Cô lập tức kinh hãi, chạy về cấm địa Hồng Vụ nhanh như chớp, tuyệt đối không thể để bị con người giết, mình còn phải về với chủ nhân. Đợi hai thầy trò Lý Phong Tử tỉnh lại, liền thấy xương đỏ ngàn năm đã tan rồi. Lục Hy Nhi vì đuổi theo cô gái kỳ lạ, đã ngự kiếm vào bên trong cấm địa, hai người vội vàng đuổi theo. Sau đó một tiếng hét lớn khiến anh tỉnh dậy, mẹ nó, vậy mà vẫn chưa thành công. Nhưng mà xương đỏ tan rồi mới biết thế giới này lớn đến thế. Nhìn lên ba người trên bầu trời, lẽ nào đây là thế giới tu tiên trong truyền thuyết sao? Anh cho bé lừa uống hủ rượu, không ngờ bé lừa lại biến thành người, để lôi kiếp không làm phiền anh. Bé lừa đã chạy ra ngoài rìa cấm địa để hát, không ngờ lôi kiếp chưa xuống, xương đỏ xung quanh đã biến mất không dấu vết. Khi xương tan đi, cô bị một tu sĩ loài người phát hiện, để không bị giết cô liền chạy về chỗ anh, không ngờ lại kéo hết mấy tu sĩ đến đây. Lý Phong Tử thấy anh, trong lòng liền nổi cơn sóng lớn, nếu người này là đồng sinh của thiên cổ ma thần thì phải giết càng sớm càng tốt. Mặc dù đối phương đã cố đè nén, nhưng bản thân ông vẫn có thể cảm nhận được linh lực tràn đầy, e là tu vi của ma thần này đã vượt qua toàn bộ đại lục này. Vì hai đồ đệ, ông cũng không được kích động. Thấy đám tu sĩ loài người cả buổi trời không dám làm gì, bé lừa ló đầu ra từ sau lưng chủ nhân, tẻ lưỡi liu liu. Diêu Bất Hối rút bảo kiếm ra, liền bị Lý Phong Tử ngăn lại. Trong lòng anh lập tức nở hoa, thanh kiếm đó xem ra anh sắp được chết rồi. Lý Phong Tử bước lên kính cẩn hành lễ, không biết đạo hữu xưng hô thế nào, còn anh thì đang vắt não nghĩ cách cho họ giết anh, hay là trước tiên mời họ vào ngồi rồi tìm cơ hội thôi. Lý Phong Tử cũng muốn thăm dò việc ma thần của anh, liền lập tức ha ha đồng ý. Lúc mọi người vào nhà ngồi, anh nói mình đi chuẩn bị trà nước trước, không hề biết những người trong nhà sớm đã không ngồi yên. Ở đây không ngờ lại có linh khí dày như thế, cho dù là đồng thiên phúc địa cũng khó sánh, ở đây xem ra rất dễ đột phá tu vi. Lý Phong Tử lập tức phòng bị, phòng người thì không được dao động, hơn nữa còn nuôi một con lừa, xem ra không phải loại tốt gì. Lúc này bé lừa lữ đăng kỳ bước vào, xem ra đôi mắt tục của các người chưa từng thấy đạo pháp thần tiên của chủ nhân rồi. Diêu Bất Hối vốn đã không ưa bé lừa, lập tức rút kiếm ra, không ngờ lại bị lữ đăng kỳ nhẹ nhàng lấy hai ngón tay giữ lấy. Anh kiếm nhị diệp kỳ cũng dám dùng đánh ta, nói xong lìa bẻ cong kiếm. Lúc sáng ta chạy đi, chỉ là vì bản năng sợ nhân loại của yêu tộc, cho rằng ta đánh không lại hai tiểu nha đầu ngươi sao? Lục Hy Nhi lập tức cản lại, lúc sáng ta đuổi theo tỷ, ta vì muốn hỏi tên ca khúc kia thôi, ta không muốn giết tỷ. Lý Phong Tử cau mày, không ngờ chỉ một con yêu lừa đã đặt ngang cảnh giới với ông.
vậy tu vi của thiếu niên kia sẽ còn ghê gớm hơn nữa. Kiếm của Diêu Bất Hối đột nhiên trượt khỏi tay, Lữ Đăng Kỳ vô cùng hứng thú cầm kiếm, ném nhẹ một cái, bảo kiếm của Diêu Bất Hối đã vào thẳng trong bao. Diêu Bất Hối kinh ngạc không thôi, ngươi đúng là rất mạnh, ăn xong thì cút xa cho bổn nương, đừng làm phiền cuộc sống hạnh phúc của ta và chủ nhân. Nói xong liền hóa lửa rời đi, trước khi rời đi còn không quên thả rắm. Không lâu sau anh đã chuẩn bị xong cơm nước, còn có rượu bí đảo lư đặc biệt của anh, chỉ cần uống vào sẽ phát điên. Ngộ sát anh chỉ là chuyện đơn giản, mùi rượu nồng nặc khiến ba thầy trò bất ngờ. Cả bàn đồ ăn này bao hàm thiên địa đại đạo, có khi nào ăn xong sẽ có cơ duyên đột phá. Anh giới thiệu các món ăn, đậu hủ ma bà, ăn với cơm là siêu hao. Vốn tưởng các tu giả này nghĩ anh chuẩn bị đồ ăn rất tầm thường, không ngờ người ở thế giới này thậm chí chưa từng thấy đậu hủ. Anh chỉ có thể giải thích cái đồ ăn này như luyện đan. Lục Hy Nhi nghe xong liền bừng tỉnh đại ngộ, cho nên nó là một loại đan dược sao? Vừa ăn một ngụm liền không thể dừng lại, cô bắt đầu ăn như điên, làm Diêu Bất Hối cũng ăn theo. Lý Phong Tử là sư phụ, ăn chậm nuốt kỹ, anh thấy mọi người ăn cơm ngon như thế, ta kính một ly chúc mừng chúng ta gặp nhau cạn. Mọi người cứ tự nhiên, trong lòng anh vô cùng phấn khích, chỉ cần họ say rồi giết anh thì đây là bữa ăn cuối cùng. Không ngờ Lục Hy Nhi uống rượu xong liền đột phá nhị diệp trung kỳ. Lý Phong Tử uống rượu xong, bao nhiêu nội thương lâu năm cũng hết, chỉ có Diêu Bất Hối hoảng loạn đứng dậy, sau đó ngã xuống, anh kịp thời đỡ lấy cô. Diêu cô nương, cô không sao chứ? Không ngờ ngay sau đó, mặt người đẹp trong lòng anh phát sáng, linh kiếm bên hông lập tức rút ra, thấy kiếm xuất ra, lòng anh vui như nở hoa. Hôm nay mà không giết được anh, thì anh xem thường họ. Thấy bảo kiếm đã đặt ngay cổ anh, Lục Hy Nhi vội ngăn lại, nhưng Lý Phong Tử lại cản cô. Bất Hối mỗi lần đột phá đều mất khống chế, chiến lực cũng sẽ tăng lên gấp bội trong thời gian ngắn. Mà Bất Hối mất khống chế, linh kiếm sẽ hộ chủ. Lúc này là cơ hội để kiểm tra ma tử. Nghe thấy động thái bên trong, Lư Đăng Kỳ vểnh tai, sau đó chạy như điên vào nhà. Ai dám bất kính với chủ nhân của ta thì xem ta đây. Âm thanh kim loại va chạm trong nhà, anh không mất nổi một cọng tóc, mà kiếm của Diêu Bất Hối đứt thành ba đoạn. Lư Đăng Kỳ xì mũi, sau đó nghênh ngang rời đi, để lại hai sư đồ ngây ngốc. Đây không phải là bảo kiếm bình thường, không ngờ lại bị làm hỏng như thế. Anh cũng thất vọng nhìn thanh kiếm gãy trên đất, vậy cũng gọi là linh kiếm. Diêu Bất Hối cảm thấy không ổn, phun cầu vồng lên mặt anh. Anh sợ hãi buông tay, tôi đối xử tốt với mấy người mà mấy người lại làm thế với tôi, thật là anh chỉ mong họ giết anh thôi, không ngờ lại giết mặt tiền của anh. Cũng may anh đã học tập 100 năm, cho dù là bệnh hay giả vờ cũng không thể lừa anh. Anh lấy ngân châm ra, tránh ra để anh thể hiện. Anh đặt tay lên cổ cô, mặt trầm xuống. Lý Phong Tử kinh ngạc, đệ tử của ta còn cứu được không? Anh thở dài, bảo Lục Hy Nhi cởi áo Diêu Bất Hối ra để anh châm cứu cho cô. Cuối cùng Diêu Bất Hối cũng tỉnh. Lục Hy Nhi kêu lớn, lúc tỉnh dậy cô định rút ngân châm ra, nhưng Lý Phong Tử cản lại, vừa rồi ngân châm ma tử đâm vào có thể là quỷ kế chi thầu. Bản thân ông đã thấy rất nhiều trong cung, thế nhưng chỉ cần chữa được cho cô thì dùng cách nào cũng không sao. Nghe là anh cứu cô, Diêu Bất Hối rất biết ơn. Anh chỉ hai tiếng, nhưng rõ ràng anh muốn tìm chết, sao lại thành đi cứu người? Giờ thì làm sao người ta giết anh đây? Căng não quá, Diêu Bất Hối vừa qua đại nạn thấy kiếm gãy liền đau lòng. Anh thấy thế cũng không nhẫn tâm, đều do con lừa đó, cũng là ta dạy không nghiêm. Không trách tiên sinh, con lừa vì cứu chủ nhân mới làm thế. Cô cầm kiếm đến chỗ Lý Phong Tử và nói, thanh kiếm này bầu bạn con bao năm, hy vọng nó sẽ được an tán đàng hoàng. Vừa nói cô vừa quay đều nhìn anh, Nhiếp tiên sinh, không biết có thể dùng rượu của huynh không? Anh xấu hổ gật đầu, chỉ dùng rượu thì không đủ. Anh lấy văn phòng tứ bảo ra, hít sâu. Lục Hy Nhi liền thò đầu qua, Nhiếp ca ca, đây là gì? Anh cầm bút lên, ở quê ta, rượu tiễn người mất có một cái tên đặc biệt. Thế là ngòi bút trên tay anh bắt đầu di chuyển, đám người Lý Phong Tử có thể cảm nhận được khí tức to lớn bên trong. Mỗi đường mỗi nét đều tuyệt vời, thế nhưng kiếm ý bên trong quá đáng sợ, người bình thường sao có thể hiểu. Anh đưa tờ giấy trong tay cho Diêu Bất Hối, đây xem như ta bồi lễ với bảo kiếm. Diêu Bất Hối trong lòng chịu nặng, bảo kiếm của cô có đạo thi làm bạn đúng là không còn gì hối tiếc. Làm xong mọi thứ trời cũng đã muộn, Lý Phong Tử xin tá túc một đêm, ông vẫn muốn tiếp tục xem anh có phải y ma thần chuyển thế không. Nhưng anh thì vui không thôi, thế là bảo họ cứ ở lại, các người đi rồi nơi này hoang vắng thì ai giết tôi. Đêm đến anh ra khỏi phòng, không ngờ cô gái kia lại thực sự lập mộ cho thanh kiếm, còn an táng cẩn thận. Anh còn đang căng não xem làm sao để chết. Anh từng là học sinh luyện võ, vì cứu một người xa lạ nên bị gãy chân, thế là anh không thể nào thi võ, chỉ có thể chuyên tâm học chữ. Kết quả một hôm bị lừa, mặc dù đã toàn năng rồi nhưng anh phải bị mắc kẹt ở đây 400 năm. Anh liền tập thái cực quyền, đã lâu rồi anh không luyện công, đòn đánh này khiến ký ức anh quay về. Lục Hy Nhi nheo mắt bước ra khỏi phòng, một trận gió khủng bố khiến cô hoảng hốt. Cô trộm nhìn ra vườn, thấy một người vô cùng đẹp trai đang luyện quyền, hai tay giang ra dường như đất trời đều đi theo anh. Cô vội về phòng báo với sư tỷ. Diêu Bất Hối vô thức sờ vào chỗ được châm cứu ban sáng. Nhiếp tiên sinh này là ai? Lúc đánh thái cực quyền anh lại nhớ về chuyện xưa, không ngờ 10 năm không đánh quyền mà vẫn có thể trôi chảy như thế. Hình ảnh luyện võ khi xưa khiến anh thoải mái, nhưng ông trời không để anh yên, đột nhiên sét đánh khủng khiếp khiến anh sợ hãi, mà cái cây cách đó không xa cũng gãy xuống suýt đè anh chết không nổi. Anh đột nhiên có linh cảm, đây có thể là thiên lôi ở thế giới tu tiên, muốn giết anh không phải là chuyện dễ. Lúc anh đang ngu ngốc đắc ý, trong phòng đã đầy tiếng hi hi ha ha,
Hóa ra Lục Hy Nhi thấy anh